Ukraine thiệt hại nặng tại Donetsk. Xuất hiện mảnh vỡ tên lửa tầm xa ATACMS ở khu vực Berdyansk. Máy bay Nga hạ xuống tự sát Ukraine trên Biển Đen. Nga bắt thông tin Triều Tiên gửi vũ khí. Chỉ huy vũ trang cấp cao của Hamas thiệt mạng. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong ngày 17 tháng 10, quân Ukraine dồn hỏa lực tấn công theo 4 hướng, gồm thành phố Donetsk, vùng phía nam Donetsk, thành phố Liman và thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkov, nhưng đều không thành công. Phát ngôn viên nhóm lính Battle Group Center của Nga, ông Alexander Savchuk, cho biết vào ngày 17 tháng 10, quân Nga đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công của quân Ukraine tại thành phố Liman, Donetsk, làm đối phương thiệt hại hơn 60 binh sĩ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại các chiến tuyến khác ở Donetsk, quân Nga đã đẩy lùi 15 cuộc tấn công, khiến cho quân đối phương chịu thiệt hại nặng. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tổn thất của quân Ukraine tại Donetsk lên tới hơn 700 binh sĩ, chiến xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới, 3 khẩu pháo D-20 và một kho đạn dược. Tại thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkov, quân Nga đã pháo kích đẩy lùi 7 đợt tấn công của quân Ukraine, phá hủy hai hệ thống pháo tự hành Krab, hai hệ thống pháo cơ giới Govdika, 10 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải, một xe tăng và loại khỏi vòng chiến đấu hơn 270 binh sĩ Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết trong ngày qua, các lực lượng Moscow tại tỉnh Kherson đã dùng súng cối, liệu pháo và UAV tấn công các điểm tập trung binh lực và kho khí tài quân sự của các đơn vị ký ép. Theo bộ này, quân Nga đã thành công phá hủy một kho chữ khí tài và loại khỏi vòng chiến 19 binh sĩ Ukraine. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày qua, không quân Nga đã bắn hạ một máy bay MI-8 của Ukraine. Trong khi đó, lực lượng phòng không Moscow đã đánh chặn 5 tên lửa chiến thuật và 4 quả bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất và 34 UAV của quân đối phương trên khắp các chiến tuyến tại Ukraine. Ukraine mới đây đã phóng tên lửa ATACMS về phía Nga, đánh dấu lần đầu tiên loại vũ khí này được Kiev sử dụng trong cuộc xung đột. Theo thông tin từ trang avia.pro, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa chiến thuật ATACMS của Mỹ. Mảnh vỡ của một trong số chúng đã được tìm thấy ở khu vực Berdyansk do Nga kiểm soát. Tờ One Tree Journal hôm 17 tháng 10 dẫn nguồn thạo tin cho biết một số lượng lớn tên lửa ATACMS tầm xa đã được Mỹ bí mật gửi tới Ukraine trong những ngày gần đây. Ấn phẩm lưu ý rằng chính phủ Mỹ đã quyết định cung cấp số tên lửa ATACMS cho Ukraine do các cuộc phản công của nước này khá chậm chạp trong khi đó cnn cho biết mỹ đã bí mật cung cấp tên lửa cho kiev tuy nhiên chưa rõ thời điểm washington gửi chúng hiện giới chức mỹ vẫn chưa bình luận về các thông tin trên trong khi đó đại sứ nga tại mỹ anthony atonov ngày 18 tháng 10 tuyên bố quyết định washington về việc cung cấp atacms cho ukraine là một sai lầm nghiêm trọng Ông Antonov cho biết, quyết định của nhà trắng về việc gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine là một sai lầm nghiêm trọng. Hậu quả của hành động này, vốn được cố tình che giấu với công chúng, sẽ có tính chất nghiêm trọng nhất. Washington một mực theo đuổi chính sách triệt tiêu hoàn toàn quan hệ sang phương. Mỹ đang tiếp tục thúc đẩy một cuộc xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga. Các quan chức thân Nga trước đó trong ngày tuyên bố rằng các tên lửa do Mỹ cung cấp đã được sử dụng trong cuộc tấn công nhằm vào Beryansk. Quan chức được Moscow bổ nhiệm ở Zaporizhia, ông Vladimir Rogov cho biết, các mảnh vỡ của tên lửa ATACMS đã được tìm thấy tại địa điểm xảy ra cuộc tấn công. Thành phố Berdyansk do Nga kiểm soát ngay từ những ngày đầu sau khi xung đột bùng nổ hồi tháng 2 năm 2022. Ở một diễn biến khác, Nga thông báo quân đội nước này hạ một số UAV Ukraine trên Biển Đen và điều máy bay phá hủy xuồng tự sát của đối phương trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, trên khu vực Biển Đen vào tối ngày 17 tháng 10, lực lượng tác chiến đường không thuộc hạm đội Biển Đen đã phát hiện và phá hủy một xuồng không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine. Cơ quan này cho biết, quân đội Nga đã chặn đứng nỗ lực tập kích của đối phương khi phát hiện và phá hủy nhiều máy bay không người lái UAV cỡ nhỏ của Ukraine trên khu vực tỉnh Benkorov và Biển Đen. Truyền thông Nga ngày 17 tháng 10 đưa tin, phòng không và lực lượng tác chiến điện tử của nước này đã chặn 8 UAV Ukraine hướng về bán đảo Crimea. Sau nhiều tháng giữ thế phòng thủ trước cuộc phản công của Ukraine, Nga đã gây bất ngờ bằng việc tiến hành cuộc tấn công lớn chưa từng có vào thị trấn tiền tuyến Adipka ở phía đông. Đây được coi là cuộc tấn công lớn nhất của Nga trong nhiều tháng qua. Trong trường hợp Nga nắm quyền kiểm soát Avdivka, đây sẽ là một thắng lợi đáng chú ý đối với quân đội Nga, vốn đang phải đối mặt với các cuộc tấn công, phản công của Ukraine kể từ đầu tháng 6. Hơn nữa, điều này cũng giúp Nga phòng thủ tốt hơn ở các khu vực do nước này kiểm soát tại Donetsk. Ông Denis Buzilin, người đứng đầu khu vực Donetsk do Nga bổ nhiệm cho biết, các lực lượng nước này đã chiếm được khu vực ở phía Bắc và phía Nam Abdelka, nhưng còn quá sớm để nói về chiến thắng toàn diện. Trong những ngày qua, một số nguồn tin của Nga tuyên bố rằng lực lượng nước này đã giành được quyền kiểm soát nhà máy than cốc. Giáo sư Michael Clark, một chuyên gia về lĩnh vực quốc phòng tại Anh lưu ý, cũng không loại trừ khả năng Nga nhắm mục tiêu vào Abdelka để đánh lạc hướng, buộc lực lượng Ukraine phải đưa quân từ các địa điểm khác dọc trên tuyến tới đây. Ngày 17 tháng 10, điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc Triều Tiên gửi vũ khí cho Nga sau khi Mỹ công bố những hình ảnh mà Washington cho là các chuyến hàng vũ khí đến từ Bình Nhưỡng. Người phát ngôn điện Kremlin ông Dmitry Peskov nói với hãng thông tấn Nga khi được hỏi về các chuyến hàng vũ khí nói trên, họ liên tục đưa tin về điều này mà không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào. Nhà Trắng ngày 13 tháng 10 cáo buộc rằng Triều Tiên đã giao hơn 1.000 container thiết bị quân sự và đạn dược cho Nga trong những tuần gần đây để sử dụng ở Ukraine. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Rishi Sunak tháng trước cho biết Anh đang thúc giục Triều Tiên ngừng các cuộc thương thảo vũ khí với Nga, theo hãng tin Reuters. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Nga vào tháng trước và gặp Tổng thống Vladimir Putin, làm dấy lên suy đoán ở các nước phương Tây về khả năng có một thỏa thuận vũ khí tiềm năng. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện không phải đối mặt với sự cạnh tranh thực sự nào trước cuộc bầu cử vào năm tới. Người phát ngôn Điện Kremlin hôm 17 tháng 10 cho biết, chúng tôi từng nhiều lần nói rằng Tổng thống Putin chắc chắn là chính trị gia và chính khách số một ở đất nước chúng tôi. Theo quan điểm cá nhân của tôi, ông Putin không có đối thủ nào vào lúc này và không có bất kỳ đối thủ nào ở Liên bang Nga. Đến nay, ông Putin vẫn khá kín tiếng về kế hoạch tái tranh cử. Tuy vậy, người phát ngôn Điện Kremlin hồi tháng 9 nói rằng Tổng thống Putin nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ người dân. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thêm, Tổng thống Putin vẫn chưa thông báo về việc tranh cử, nhưng giả sử Tổng thống tuyên bố tranh cử thì rõ ràng tại đất nước của chúng ta, ở thời điểm hiện tại, không ai thực sự có khả năng cạnh tranh với Tổng thống. Về tình hình xung đột tại giải Gaza, Israel đã ném bom các khu vực phía nam Gaza, nơi họ đã yêu cầu người Palestine chạy trốn trước một chiến dịch trên bộ tiềm năng khiến hàng chục người thiệt mạng, bao gồm Ayman Nofa, chỉ huy vũ trang cấp cao của Hamas. Quân đội Israel cho biết họ đang nhắm mục tiêu vào nơi ẩn náu, cơ sở hạ tầng và trung tâm chỉ huy của Hamas. Trung tướng Richard Hedge phát ngôn viên quân đội Israel cho biết khi chúng tôi nhìn thấy một mục tiêu, khi chúng tôi thấy thứ gì đó đang di chuyển là Hamas, chúng tôi sẽ xử lý. Một cuộc tấn công vào trại tị nạn Brurei ở trung tâm Gaza đã giết chết một chỉ huy hàng đầu của Hamas, Amen Nofa. Cánh quân sự của nhóm thừa nhận Nofa được xác định là chiến binh cấp cao nhất của Hamas đã thiệt mạng cho đến nay trong cuộc chiến ông Nofa phụ trách các hoạt động chiến đấu của Hamas ở trung tâm giải gaza và có liên quan tới việc thành lập phòng hoạt động chung của các nhóm phối hợp giữa Hamas thành chiến hồi giáo palestine và các chiến binh khác trong vùng lãnh thổ Văn phòng truyền thông của chính quyền Hamas ở Gaza đã cáo buộc Israel tấn công sân bệnh viện En Ali ở miền trung giải Gaza vào đêm ngày 18 tháng 10 và mô tả sự việc là một tội ác chiến tranh. Giới chức Hamas cho hay, ít nhất 500 người đã thiệt mạng trong đợt tập kích, hàng trăm nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát. Hình ảnh hiện trường từ Al Jazeera cho thấy các nhân viên y tế và dân thường đang thu thập thi thể bằng túi màu trắng hoặc chăn trong bóng tối. Sân bệnh viện đầy vết máu và ô tô bị thiêu rụi bệnh viện là nơi nhiều người phải sơ tán vì xung đột ở giải Gaza tìm đến trú ẩn, bởi những cơ sở này hầu như không bị nhắm đến khi quân Israel tập kích đáp trả Hamas. Israel cáo buộc rằng quân đội nước này đã đánh trúng En Ali. Về tình hình chính trường Mỹ, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Jim Jordan đã không nhận được đủ số phiếu cần thiết để trở thành chủ tịch Hạ viện, khiến cơ quan lập pháp của Mỹ đang kéo dài tình trạng bế tắc. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan, ứng cử viên Chủ tịch Hạ viện của Đảng Cộng Hòa, đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu vòng đầu tiên vào hôm 17 tháng 10, sau khi 20 thành viên cùng Đảng từ chối ủng hộ ông. Ông Jordan chỉ nhận được 200 phiếu, trong khi lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện, leader Hakem Jeffrey, nhận được 212 phiếu. Cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy có 6 phiếu và 7 phiếu cho lãnh đạo phe đa số Hạ viện Steve Scalise. Có 7 hạ nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu cho những người khác. Ông Jordan tuyên bố muốn có thêm một cuộc bỏ phiếu nữa nhưng chưa rõ việc này sẽ diễn ra khi nào. Vừa rồi là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh YouTube Thế giới nghiêng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.